kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, phần sổ tay học sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sơ cấp cứu khi bị đuối nước. Nội dung trong phần hỏi đáp y tế sẽ là những lưu ý để phòng tránh suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ và nguyên nhân cũng như cách điều trị bệnh viêm loét dạ dày ở trẻ em. Cuối chương trình như thường lệ là câu chuyện y tế. Hôm nay sẽ là câu chuyện về một cái trạm y tế cũ kỹ của xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, nơi vừa được công nhận là xã đạt nông thôn mới nâng cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hàng năm, mùa hè đến cũng là thời điểm xảy ra nhiều vụ đuối nước thương tâm, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình và cộng đồng. Vì vậy, bên cạnh việc trang bị những kỹ năng cần thiết khi đi bơi, tìm đến những nơi bơi lội an toàn, chúng ta cũng cần phải trang bị tốt kỹ năng sơ cứu khi bị đuối nước. Ngay sau đây, thầy giáo Đào Văn Trào, giáo viên trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám, huyện Tiên Lữ sẽ hướng dẫn các bước sơ cấp cứu khi bị đuối nước trước khi đưa đến cơ sở y tế. Xin chào tất cả các bạn. Tôi cũng muốn hướng dẫn tất cả các bậc phụ huynh cũng như là các em trẻ nhỏ về một số những cái phương pháp để chúng ta khi xuống nước an toàn và khi chúng ta bị đuối nước thì chúng ta phải sơ cứu ban đầu như nào. Các em nhỏ ấy, thấy bạn mình rơi xuống nước thì chúng ta trước tiên chúng ta phải hết sức bình tĩnh, không được tự mình lao ngay xuống nước để cứu bạn. Và chúng ta phải hô thật to để mọi người đến cùng ứng cứu chúng ta. Sau đó, nếu như em nào biết bơi thì chúng ta sẽ xác định được cái vùng nước đấy là có nguy hiểm hay không, ở dưới có cọc, có đá hay không, rồi chúng ta mới tìm cách cứu đuối. Khi chúng ta xuống dưới nước, không phải là bạn đang vùng vẫy ở dưới nước như này, mà chúng ta lại lao vào bạn cứu trực tiếp, là người ta sẽ bằng mọi cách sẽ túm lấy mình và đè mình xuống, thì rất là nguy hiểm. Khi chúng ta xác định được cái nạn nhân ở vị trí, ở một cái vùng nước an toàn, thì chúng ta sẽ xuống cứu trực tiếp, nhưng chúng ta phải là người bơi giỏi và phải hô, cứ bình tĩnh, tôi sẽ cứu, để cho nạn nhân lúc hoảng loạn là có thể là bình tĩnh được. Sau đó là chúng ta sẽ lặn một hơi vòng ra phía sau để có thể làm sao để có thể ôm được nạn nhân trong cái khoảng cách mà mình có thể khống chế được. Nạn nhân là nữ thì chúng ta có thể là dùng tay chúng ta túm tóc đấy, hoặc là túm cổ áo làm sao để cho nạn nhân mặt phải hướng lên trên đấy. Tránh tình trạng thì chúng ta cứu ở xa bờ mà chúng ta để nạn nhân mặt úp xuống dưới thì là càng thêm cái thời gian nạn nhân càng uống nước nhiều. Thế và chúng ta có thể là dùng các cái động tác như là bơi nghiêng và bơi chân ếch, đạp chân ếch, bơi ngửa để có thể lôi nạn nhân vào bờ một cách an toàn. Sau khi mà cứu được nạn nhân an toàn lên bờ thì chúng ta trước tiên là sẽ kiểm tra đường thở của nạn nhân. Chúng ta có thể dùng nghe nhịp tim của nạn nhân xem còn đập không và nghe nhịp thở của nạn nhân xem còn thở không. Nếu nạn nhân lúc này bất tỉnh và tim ngừng đập thì chúng ta sẽ tiến hành hô hấp nhân tạo. Thế thì cách hô hấp nhân tạo như sau. Chúng ta sẽ dùng hai tay úp vào nhau, đặt ở phần dưới của vú nạn nhân. Đấy. Và chúng ta sẽ dùng lực thẳng đứng của tay ấn 30 lần. Và các bạn chú ý là khi chúng ta hô hấp, các bạn có thể vừa hô hấp vừa gọi Thành ơi, Thành ơi, Thành ơi, đánh thức cái thần kinh của nạn nhân. Sau khi chúng ta ấn 30 lần mà nạn nhân vẫn chưa thở, tim vẫn chưa đập thì chúng ta sẽ tiến hành thổi hà hơi, thổi ngạt. Cách như sau. Hai tay chúng ta giữ chặt trán này. Chúng ta sẽ mở miệng của nạn nhân ra. Đấy, lúc này sẽ tiến hành hít một hơi thật sâu. Trong 2 giây chúng ta sẽ thổi được 2 lần và thổi căng lồng ngực lên. Sau đó chúng ta lại tiếp tục tiến hành hô hấp nhân tạo. Và chúng ta chú ý là cái tần số khi hô hấp nó rơi vào khoảng 100 đến 120 lần trên phút. Cứ 30 lần chúng ta hô hấp nhịp tim thì chúng ta tiến hành 2 lần hà hơi thổi ngạt cho đến khi nạn nhân thở được, trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, suy dinh dưỡng thể thấp còi là một dạng suy dinh dưỡng mãn tính được thể hiện bởi tình trạng trẻ có chiều cao theo tuổi thấp hơn so với chiều cao chuẩn. Phần lớn xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi. Suy dinh dưỡng thể thấp còi phản ánh tình trạng chăm sóc, nuôi dưỡng chất lượng thấp trong thời gian kéo dài của trẻ hoặc nhiễm khuẩn lặp đi lặp lại và các thiếu hụt kéo dài qua nhiều thế hệ. Trẻ bị suy dinh dưỡng thể thấp còi dễ trở thành người trưởng thành có chiều cao thấp, dễ mắc các bệnh hơn so với người thường và có nguy cơ tử vong cao.
Để hiểu rõ hơn về bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi giữa phóng viên và thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thị Thắm, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Bác sĩ có thể cho tôi biết nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng thể thấp còi ở trẻ em? Còi xương suy dinh dưỡng là một tình trạng bệnh lý của hệ xương do sự suy giảm khoáng hóa của hệ xương trong quá trình phát triển, do sự thiếu vitamin D và sự cung cấp canxi bị thiếu. Về nguyên nhân thì có các nhóm nguyên nhân sau. Nhóm thứ nhất là do trẻ sau khi đẻ thì mẹ thì ăn uống thì có thể kiêng khem quá, hoặc là con thì hay để trong những phòng kín thiếu cái ánh sáng mặt trời. Trẻ mà ăn quá nhiều bột cũng làm tăng nguy cơ còi xương dinh dưỡng, bởi vì trong bột có chứa axit phytic thì sẽ làm giảm hấp thu canxi ở ruột. Trong thời kỳ cho con bú, nếu như mà mình bổ sung thiếu vitamin D và canxi, đặc biệt trong 6 tháng đầu cũng gia tăng nguy cơ. Trên những cái trẻ mà đẻ ra bị nhẹ cân hoặc là thiếu tháng hoặc sinh đôi thì cái tích lũy vitamin D trong thời kỳ bào thai là thấp, hoặc là trẻ mắc một số bệnh như là tiêu chảy kéo dài hoặc là viêm phổi thì cũng làm tăng cái nguy cơ của suy dinh dưỡng. Bác sĩ cho tôi hỏi là triệu chứng của bệnh suy dinh dưỡng thấp còi là biểu hiện như thế nào ạ? Triệu chứng của bệnh còi xương suy dinh dưỡng, thứ nhất là trẻ kích thích, quấy khóc, khó ngủ. Thứ hai là trẻ hay ra mồ hôi, ngay cả khi trời mát hoặc là buổi tối, người ta gọi là hiện tượng da mồ hôi trộm. Thứ ba là trẻ hay bị rụng tóc, mà điển hình của nó là rụng tóc hình vành vành khăn. Và trong trường hợp mà còi xương suy dinh dưỡng nặng thì có thể có cơn hạ canxi máu cấp, biểu hiện là thở rít thanh quản, cơn khóc nặng và có thể có co giật. Về biểu hiện trên hệ cơ xương và dây chằng thì thứ nhất, những trẻ này thì sẽ là thóp rộng, bờ thóp mềm, răng thì mọc chậm, lộn xộn, men răng xấu và dễ sâu răng. Vòng đầu của trẻ thường to hơn bình thường bởi vì có các biếu trán và biếu đỉnh. Và trẻ có các biến dạng về xương lồng ngực, gây ra lồng ngực hình gà, lồng ngực hình thùng. Thì hầu hết những trẻ còi xương dinh dưỡng này thì đều chậm phát triển vận động, biểu hiện là trẻ chậm biết đi, chậm biết lẫy, chậm biết bò. Nhà tôi thì cũng có trẻ nhỏ, tôi muốn hỏi là cách phòng và điều trị suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ là như thế nào? Điều trị thì người ta chia thành là điều trị bằng thuốc và điều trị hỗ trợ. Trong điều trị bằng thuốc thì đó là điều trị bằng uống các cái sản phẩm canxi và vitamin D. Bệnh nhân thì đưa đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm để đánh giá cái mức độ còi xương dinh dưỡng, từ đó bác sĩ sẽ ra chỉ định uống thuốc canxi và vitamin D. Về điều trị hỗ trợ thì đó là ta sẽ bổ sung canxi và vitamin D trong chế độ ăn của trẻ. Thì các cái sản phẩm mà có chứa nhiều vitamin D đó là gan, cá, trứng, sữa hoặc là các loại nấm. Về phòng bệnh thì là có phòng bệnh cho mẹ và phòng bệnh cho con. Thời gian mà mẹ mang thai và cho con bú thì phải được dinh dưỡng đầy đủ, phong phú, đa dạng, và phải được uống canxi và vitamin D đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ. Về phòng bệnh cho con, thứ nhất là nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất. Và khi mà trẻ đến 6 tháng tuổi là ăn SAM đúng, sẽ ăn theo ô vuông, bữa bột phải có đầy đủ các thành phần theo ô vuông của thức ăn, là bao gồm là có tinh bột này, có vitamin và khoáng chất, có đạm và đặc biệt là phải có đủ dầu mỡ. Và bổ sung vitamin D cho trẻ, đối với trẻ đẻ ra mà đủ tháng thì là sau 2 tuần sau đẻ thì mình sẽ bắt đầu uống vitamin D. Đối với trẻ đẻ non hoặc là trẻ nhẹ cân hoặc là trẻ sinh ra vào mùa đông thì ta sẽ bổ sung ngay sau đẻ. Trẻ dưới 12 tháng sẽ uống 400 đơn vị trên một ngày, trẻ trên 12 tháng sẽ uống 600 đơn vị trên một ngày. Một yếu tố quan trọng của phòng bệnh bây giờ là nên cho trẻ đi tiêm chủng đầy đủ. Đau dạ dày, căn bệnh tưởng như chỉ xảy ra ở người lớn, nhưng hiện nay tỷ lệ trẻ em bị viêm loét dạ dày ngày càng tăng lên do chế độ ăn uống sinh hoạt không khoa học. Vậy nguyên nhân nào gây nên tình trạng viêm loét dạ dày ở trẻ em và biện pháp điều trị hiệu quả bệnh viêm loét dạ dày ở trẻ em như thế nào? Ngay sau đây, thạc sĩ bác sĩ Đào Thúy Đạt, phụ trách khoa Nội Nhi 2 Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên sẽ giải đáp những thắc mắc này cho quý vị và các bạn. Thưa bác sĩ, trẻ em có bị đau dạ dày không và nguyên nhân của bệnh đau dạ dày ở trẻ em là gì ạ? Đau bụng của trẻ con mà mọi người có thể là đôi khi mình bị bỏ quên. Đấy, một số gia đình thường là tâm sự với các bác sĩ là đã không nghĩ rằng là trẻ con lại có cái bệnh đấy, đó là cái bệnh viêm dạ dày. Cái bệnh viêm dạ dày hoặc là cái tổn thương viêm dạ dày loét hành tá tràng hoặc là loét dạ dày ở trẻ con là có. Bệnh viêm dạ dày ở trẻ con thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thế có những cái nguyên nhân mà ví dụ như là trẻ điều trị thuốc dài ngày bằng các cái thuốc chống đau, thuốc giảm viêm này, hoặc là có các nguyên nhân liên quan đến stress này. Đấy, các trẻ nó học hành căng thẳng hoặc là các cái cháu mà nó phải chịu nhiều cái áp lực từ gia đình rồi là từ trường học hoặc là từ nhiều các cái mối quan tâm khác nhau thì là trẻ bị stress căng thẳng này, hoặc là có một số cháu mà bị thức đêm nhiều
là chúng tôi đặc biệt là hay gặp các cái trẻ mà trong giai đoạn ôn thi nước rút thì là đến viện với cái triệu chứng là đau dạ dày, và khi mà nội soi thì đã thấy có tổn thương viêm, và cá biệt có những cháu là có tổn thương loét hành tá tràng hoặc là loét dạ dày đó. Ngoài ra thì còn có một số các cái nguyên nhân khác, ví dụ như là tức là bệnh lý di truyền trong gia đình, viêm dạ dày do vi khuẩn HP. Thế cái viêm dạ dày do vi khuẩn HP này là một cái bệnh lý mà đã được Bộ Y tế Việt Nam mình đưa vào phác đồ điều trị ở trẻ em. Đấy, nó đã có phác đồ rõ ràng. Và cái thứ hai nữa là bệnh này là một bệnh không phải là bệnh hiếm. Đấy, gặp ở khá nhiều các trẻ mà có dấu hiệu viêm dạ dày cộng với cả tiền sử gia đình có người bị vi khuẩn HP. Tôi muốn hỏi bác sĩ là trẻ em đau dạ dày nó đau như thế nào? Các cái trẻ mà đau bụng âm ỉ thường xuyên, không đau thành cơn đấy, mà có đau bụng âm ỉ dài ngày, hoặc là các cái trẻ mà đau bụng có kèm ạ hơi ạ chua, hoặc là các cái trẻ mà đau bụng mà có kèm các cái yếu tố dịch tễ khác, ví dụ như là đang điều trị thuốc chống viêm giảm đau đấy, hoặc là đang điều trị những cái thuốc mà nó ảnh hưởng đến niêm mạc dạ dày, thì cũng nên đưa trẻ đến khám để tầm soát các bệnh lý dạ dày. Bác sĩ cho tôi hỏi cách phòng ngừa đau dạ dày ở trẻ em là gì ạ? Hướng dẫn gia đình là tư vấn để làm sao mà có cái thói quen sinh hoạt hợp lý cho trẻ này, cộng với cả cái thói quen làm sao để hạn chế lây lan cái vi khuẩn HP đấy cho gia đình này, và mình thay đổi cái lối sống để làm giảm các cái triệu chứng của trẻ. Để tới được trạm xã y tế Xuân Quan, nhóm phóng viên phải hỏi thăm đến gần chục người dân mới tìm thấy. Trạm nằm khuất trong con đường nhỏ và cụt, sát ngay nghĩa trang của thôn 1 xã Xuân Quan. Được xây dựng cách đây hơn 30 năm nên cơ sở vật chất của trạm xuống cấp là điều dễ hiểu. Hiện nay thì các cái trình độ chuyên môn mọi người cũng còn hạn chế. Vì vậy mà mong muốn được đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Mong muốn thứ hai đó là các cái cơ sở vật chất để trang thiết bị. Thì mặc dù là cũng được trung tâm y tế, rồi sở y tế quan tâm thì hàng năm cũng đã cấp kinh phí để mua sắm các trang thiết bị. Nhưng mà mặc dù thì vẫn chưa đủ để phục vụ cái công tác khám chữa bệnh hiện đại. Mong muốn cuối cùng đó là cái vị trí của trạm hiện tại, thì rất nhiều người dân khi đến địa bàn xã mà những người mới, họ khi hỏi đến trạm thì họ cũng không biết trạm ở vị trí nào, mong được di rời ra cái vị trí trung tâm để làm sao mà đáp ứng tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trong xã. Mong mỏi của vị quyền trạm trưởng không chỉ là lo cho cán bộ đang công tác tại trạm mỗi lần đi trực, mà còn là mong mỏi của người dân ở xã Xuân Quan, những người cao tuổi vì bệnh mãn tính nhiều năm nay như bà Được, bà Kiêm. Chúng tôi thì có thẻ bảo hiểm y tế, thế nhưng mỗi lần chúng tôi có ốm đau hay là đi phải đi những thuốc theo định kỳ, chúng tôi cứ phải đi xuống huyện xa mà rất là mất thời gian, nó có nhiều những cái phiền toái. Thế mà trạm y tế ở xung quanh toàn là mù mả, thế rồi thì dân cư ở đây thì người ta là trồng cây hoa cảnh, cho nên không tránh khỏi được những cái mùi rước sâu mà chúng tôi đến đây nó không mang cái tính chất trung tâm chăm sóc sức khỏe, bởi vì nó xa nơi dân cư quá. Trạm y tế nó rất là hẻo lánh, nên các em bé mà đưa vào đây tiêm phòng cũng là rất là ái ngại. Trong cái lúc này là nhất là cái phong trào mà gọi là đạt cái nông thôn mới ấy, mà nông thôn kiểu mẫu, thì đặc biệt điện đường trường trạm thuận lợi là một, hai nữa cũng khang trang để đảm bảo cái khám bệnh rồi sức khỏe cho người dân là được tốt hơn. Câu chuyện vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc Sống Khỏe hôm nay tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại trên Hưng Yên TV Go bất cứ lúc nào. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau vào lúc 18:30 thứ hai hàng tuần.